Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Và hôm nay ở đây thì chúng ta đang có một khối tài sản khá lớn đến từ thương hiệu, đấy là Wilson Audio. Thì Wilson Audio là một thương hiệu loa rất là nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Một cái thông tin nó cũng rất là thú vị, đó là Wilson Audio hiện tại đang sở hữu một cặp loa, là một trong những cặp loa đắt tiền nhất thế giới, với mức giá là 26 tỷ đồng. Đó chính là cặp loa WAM Master Chronosonic. Ngoài những cái cặp loa mà rất là đắt tiền, rất là lớn như vậy, thì bên cạnh đó Wilson Audio còn có những cái sản phẩm như là ngày hôm nay chúng ta thấy ở đây, đó là Wilson Audio Toolshot, gọi là sản phẩm nhập môn cho những người mới chơi audio, muốn sở hữu một cái sản phẩm của thương hiệu này. Chúng ta có thể gọi là một em út theo cả hai nghĩa. Thứ nhất đấy là nó vừa là em út theo về kích thước của nó, là một sản phẩm loa nhỏ nhất của nhà Wilson Audio. Cái thứ hai đấy là nó cũng là một sản phẩm có mức giá rẻ nhất để cho các bạn có thể chơi, khoảng tầm gần 300 triệu. Đối với chúng ta, anh em mình thì cũng khá là khó. Và bây giờ không quá dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau mở cái thùng này ra để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái loa bên trong sẽ như thế nào, và cũng như là chúng ta sẽ nhận được những thứ gì ở bên trong bộ phụ kiện của loa. Okay. Em đã chuẩn bị đây rồi. Tất nhiên thì đây sẽ là một cái thùng bên ngoài thôi. Bên trong thì chúng ta vẫn sẽ có một thùng chính của cái loa này nữa. Các bạn có thể xem ngay qua ở góc cận như thế này. Bây giờ Phúc sẽ mở tiếp ra cái thùng loa chính ở bên trong. Khi mà mình vừa mới mở thùng ra thì mình sẽ có một cái miếng đệm là được khắc tên của sản phẩm là Toolshot ở đây. Và đây là WSAE, là cái nhóm phát triển nên cái cặp loa này, thì đứng đầu là CEO của hãng Derrison luôn. Ở đây thì mình có một cái cuốn catalog rất là đẹp của loa ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhấc cái tấm này lên. Bên dưới đây thì sẽ có một cái hộp mà theo em đoán thì nó sẽ là một cái hộp đựng những cái công cụ để chúng ta lắp ráp cái loa, đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, đây là cái hộp gọi là hộp toolbox, được đựng trong một cái miếng mút rất là dày như thế này. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp toolbox này lên. Rất là cứng, nó ép khá là chặt để khi mà chúng ta vận chuyển cái loa này nó sẽ không bị va đập và gây ảnh hưởng đến cái loa này. Phần trên đầu của cái hộp toolbox đầu tiên này là chúng ta sẽ có một cái phần thông tin, đó chính là phiếu bảo hành và một cái thư gửi cho vị khách hàng sở hữu cái cặp loa từ Wilson Audio ở đây. Dẫn sử dụng. Đúng rồi. Mình sẽ có một cái cuốn user manual ở đây là hướng dẫn lắp ráp cái cặp loa này như thế nào, và gọi là một cái bảng checklist về những cái dụng cụ mà có bên trong cái hộp loa này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây giống như mà một số những tùy chọn màu sắc, như là màu sắc của cái loa này, đen, trắng, và chúng ta sẽ có màu gỗ, màu vân gỗ. Hôm nay ở đây thì cặp loa chúng ta màu gì nhỉ? Mình vẫn chưa rõ. Rồi. Cặp loa của chúng ta sẽ có màu crimson red. Đây, cái màu này rất là đẹp. Đây là cái phần, đây là hộp toolbox của Toolshot Audio. Ban đầu khi mà mình mở hộp này ra là đập vào mắt mình là hai miếng này, là cái miếng đệm hỗ trợ giải âm bass của cặp loa. Đây. Bên cạnh đó là mình cũng có hai cái cờ lê, hai cái vít lục giác và có khăn lau nè. Bốn ốc chân đinh của cặp loa. Đây, bốn chân đinh này mình sẽ bắt cố định. Và bốn chân đinh này là mình sẽ có thể tùy chỉnh được để tùy chỉnh cái độ cao của loa. Đây là cái chén để kê chân đinh. Thì mình sẽ đặt loa lên những cái chén như thế này để tránh bị chày cái phần mặt nền mà mình đặt loa. Như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần toolbox ở đây. Tiếp theo thì có lẽ là chúng ta đã đến với nhân vật chính rồi. Đấy chính là cặp loa Toolshot. Khi nãy mình mở hộp toolbox này ra thì trong đây có rất là nhiều phần. Nói đến đầu tiên đó chính là cái miếng
đệm để tối ưu cho âm bass của loa này. Thì nếu như chúng ta sẽ up loa trong môi trường gần với lại vách tường hoặc là trong môi trường bị dội âm bass quá nhiều, chúng ta có thể dùng cái miếng này gắn vào đây tối ưu nhất cho cái âm bass của mình, nó sẽ không có bị dội âm nhiều nữa. Kế đến là chúng ta có hai loại chân đinh, một là chân đinh cố định và đây là chân đinh tùy chỉnh. Chúng ta sẽ đo khoảng cách từ phần đỉnh của loa bass cho đến sàn và từ tai của chúng ta cho đến sàn. Nếu khoảng cách từ phần đỉnh của loa bass lớn hơn thì chúng ta sẽ lắp chân đinh tùy chỉnh ở phía sau và chân đinh cố định nằm ở phía trước để hướng cho loa chúi xuống và ngược lại. Để tối ưu nhất cho khả năng trình diễn của cặp loa Tuntop thì chúng ta có một bộ phụ kiện đi kèm trị giá khoảng 2.500 đô, đó chính là ISO Base. Thì đây là bộ phụ kiện, mình sẽ mở hộp. Đây. Cảm giác khi ban đầu thì cầm trên tay rất là nặng các bạn. ISO Base là cái phần đế chống rung dành cho cặp loa Tuntop. Phần màu đỏ chính giữa này là được cấu tạo nên bởi vật liệu X, là một vật liệu rất là nổi tiếng của hãng Wilson Audio. Thì vật liệu này cũng là vật liệu chính cấu tạo nên cái vỏ thùng loa của tất cả những cái sản phẩm khác của hãng. Và phần ở bên ngoài đó chính là vật liệu nhôm hàng không. Phía mặt sau chúng ta có 4 nút cao su ở đây để cố định cho phần chân đế chống rung này, rất là nặng và rất là chắc chắn. Này, để bên đây. Sau khi mình đã mở hộp của Tuntop ra rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để lắp cái chân đinh này vào. Chúng ta có hai loại chân đinh, là chân đinh tùy chỉnh đây, chân đinh cố định ở đây. Cái vị trí mà đặt loa ở trong cái phòng hiện tại đây, trong cái không gian này á, là cao hơn so với lại cái loa, cho nên là mình sẽ đặt chân đinh tùy chỉnh nằm ở phía đằng trước, cố định nằm ở phía đằng sau. Bây giờ mình sẽ dặn vô, ở đây là mặt trước các bạn, phía đằng sau có hai cái lỗ cắm ở đằng sau là mặt sau ha. Và bây giờ mình sẽ đặt cặp loa Tuntop này lên trên miếng đệm chống rung ISO Base và sắp xếp và set up chung với lại 1000 anh ly và một cái nguồn phát. Nghe thử xem âm thanh từ chiếc loa này như thế nào. Ngày xưa dâng hiến chính vì anh, trái tim bây giờ từng đêm tan nát cũng vì anh. Vẫn anh đêm này anh trong đời khi ra tôi. Nhấc tay nhau lên đồi xa, nắng phát lên mình lớp áo, nhau mắt lại nhìn trời hoa và những đêm đen đầy dịu cho tiếng lòng thêm dõng dạc. Ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vào bóng mạc. Ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong dưới ngọn đồi căn nhà nhỏ. Sau bây giờ trải nghiệm cùng với Wilson Audio Tuntop được phối ghép với Amply Manly Stingray Series 2 và nguồn phát là Cocktail Audio X14 thì mình có một số những cái đánh giá nhanh về cái cặp loa khá chất này. Đầu tiên là mình phải nói về cái diện tích. Như các bạn thấy ở đây là cả hai cặp loa đều không có chiếm diện tích nhiều, cho phép bạn có thể dễ dàng setup cho những vị trí như là gần tường hoặc là ở những vị trí không gian nhỏ hẹp hơn. Thực sự cặp loa này trong những không gian đó vẫn mang lại được một cái âm hình khá là tốt. Mặc dù thiết kế hai thùng loa khá là nhỏ nhưng mà được tối ưu về mặt vật liệu chế tạo, cho nên Tuntop thực sự có một cái độ ổn định và một cái độ tĩnh nền khá là ấn tượng đó các bạn. Thứ ba, mình sẽ nói về cái chất âm của cặp loa này. Thì với thiết kế hai đường tiếng driver nhỏ, Wilson Audio Tuntop vẫn mang lại một cái độ phân giải âm thanh khá tốt ở dải mid, mid high và treble, đặc biệt là cái độ chính xác hài âm cực kỳ cao.
Thêm một ưu điểm nữa ở cặp loa Wilson Audio Tuntot này đó chính là khả năng trình diễn tiếng piano ca có độ dày, tròn, khá sâu, giống như là có một cái nét riêng gì đó trong cái âm thanh của riêng nhạc Wilson Audio vậy. Và cuối cùng là về dãy bass của cặp loa này, thì sau những trải nghiệm của mình thì mình cảm thấy là cặp loa này thực sự là có dãy bass vững lực, vững nét, không bị nhòe, nhưng cái độ mà nhanh của bass thì nó thực sự là nó không được như ý mình thích lắm. Ở đây là nó không có đủ cái độ nhanh để mà có thể chơi được ở những cái bản thu có cái độ động cao. Ok, mình sẽ tạm kết về cặp loa Wilson Audio Tuntot này. Thì đây thực sự là một cặp loa mà được thiết kế để riêng cho những không gian nhỏ hẹp như là phòng bếp, phòng ngủ hoặc là phòng khách. Thì ở những nơi mà bạn tưởng chừng như sẽ có một cái sự giới hạn về âm học, tuy nhiên thì cặp loa này vẫn dư sức trình diễn ở đẳng cấp high-end, chuẩn sân khấu và đặc biệt có dải âm cao và âm trung tách biệt khá là rõ ràng cùng với một độ tĩnh nền khá là ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã xem video mở hộp và đánh giá nhanh về Wilson Audio Tuntot này. Nếu các bạn thích video, hãy để lại một like và nhớ nhấn subscribe cho kênh Nghe Nhìn Audio để cập nhật thêm những thông tin về thiết bị âm thanh di động cũng như là tai nghe. Mình là Đinh Phúc và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.